Dream Design, hai đội bóng đang rất khác biệt cho đến thời điểm hiện tại, sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng của vòng thi đấu thứ tư giải bóng đá SLC Beach World Cup lần 3 năm 2019. Mục tiêu 3 điểm sẽ là điều kiên quyết mà hai đội bóng bắt buộc phải có, đặc biệt là câu lạc bộ Vietstyle lúc này họ đang kém hai vị trí dẫn đầu tới 8 điểm. Một trận đấu mà Vietstyle không được phép để đánh mất mình. Và như vậy là hiệp một bắt đầu. Ngày hôm nay Vietstyle cũng như Viren vẫn ra sân với những bộ trang phục quen thuộc của mình. Áo vàng quần xanh đến từ Vietstyle và sau đó là áo xanh sắc quyền và quần trắng đến từ Viren. Một trận đấu sẽ được đánh giá cân tài công sức giữa hai đội bóng. Họ không khác nhau quá nhiều ở đẳng cấp. Mỗi bên đều sở hữu những cá nhân, những nhân tố thực sự nổi bật. Nhưng ngày hôm nay cũng giống như vòng đấu trước. Cơ hội dành cho cầu Viren. Ngày hôm nay cũng giống như vòng đấu trước, Vietstyle vẫn chỉ có 7 cầu mà thôi, trong đó có tới 2 thủ môn. Một quân số khá ít ỏi để Vietstyle có thể nghĩ đến một lối chơi nhanh ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó thì Viren, đối thủ của họ ngày hôm nay đã đi rộng hơn. Ngày hôm nay trong đội hình dự bị của Viren có tới 4 cầu thủ. Và sau đây là đội hình ra sân của các thủ Vietstyle. Họ có thủ thành Đức Kỳ, thủ thành Văn Hảo, số 6, số 7 là Đệ Nhất, số 15 Hoàng Nam, số 10 Tiến Hoàng, số 6 Văn Sang, số 14 Hợp Nhân. Và cuối cùng là sự trở lại của Tiến Hoàng, là một sự trở lại rất đáng chú ý đến từ Vietstyle. Trong khi đó thì về phía Vietstyle, ngày hôm nay họ có sự góp mặt của thủ thành trẻ tài năng của mình, đó là Thiện Nhuận. Cùng với đó là Thanh Phúc Huy Vũ. Thanh Phúc số 14, Huy Vũ số 8, số 4 là Thái Phong, số 7 Thanh Đăng, số 5 là Ngọc Sang, số 2 Minh Tùng, số 9 Huy Vũ và cuối cùng là Hoài Phong. Tiến Quang, tiếp tục là Tiến Quang nhưng đã mất bóng, cơ hội phản công dành cho cầu thủ Viren. Người ta đang đi tìm lại hình ảnh của một Vietstyle từng khiến cho các đối thủ khiếp sợ ở Emirates Cup năm 2019. Người ta đang đi tìm lại hình bóng đó. Nhưng ba vòng đấu đã qua thì đối với Vietstyle đó là những nỗi thất vọng. Trận đấu với Đông Tây họ hòa may mắn hai đều. Còn hai trận đấu sau họ để thua trắng trước câu lạc bộ Liên Hiệp và câu lạc bộ Thanh Long. Hoàng Nam cơ hội dành cho Vietstyle, dứt điểm quá cầu toàn và lại thiếu chuẩn xác. Tiến Quang vừa bỏ lỡ cơ hội. Trong khi đó thì hàng thủ Viren vẫn là cách bắt nhịp chậm. Viren 3 vòng đấu đã qua, họ có những trận đấu ấn tượng dẫn trước Nam Trung Việt 2-0. Nhưng đáng tiếc để thua 4-2 khi trận đấu khép lại. Vòng 2 họ cầm hòa Thành Long khi để đối phương dẫn trước 2 bàn. Và cuối cùng là trận đấu mà họ giành chiến thắng trong một thế trận áp đảo trước các đội Đông Tây, dù cho nó có một chút gì đó may mắn. Văn Sang, Hoàng Nam. Hoàng Nam, cơ hội Văn Sang công dứt điểm. Viren bọc lót rất tốt, đang đôi công đến từ hai đội bóng. Hai đội bóng đang thi đấu đôi công, nhưng cần phải có những sự chắc chiêu cơ hội hơn. Liên tục là 2-1, 3-2 đến từ cả Vietstyle và Viren. Nhưng trên bảng điện tử vẫn là con số 0 để nhất. Nhất Long vừa rồi có một pha xử lý khá mạo hiểm trong khung thành của Bảo Kỳ. Văn Hảo một lần nữa nhường xuất bắt chính cho Bảo Kỳ. Vietstyle ở giải đấu năm nay liên tục thay đổi thủ thành ở hai hiệp thi đấu. Đức Kỳ và Văn Hảo liên tục thế chỗ cho nhau. Và theo nhận xét của nhiều người, hai thủ môn này có trình độ khá ngang nhau. Nhưng Đức Kỳ vẫn có gì đó nhỉnh hơn một chút so với thủ thành Văn Hảo. Văn Sang, Văn Sang đối mặt với một cầu thủ của Viren nhưng anh đã vượt qua. Nhưng chốt chặn đáng tin cậy của Viren ở giải đấu năm nay là Hiệu Nhuận, nhưng vẫn tỏa sáng. Ở vòng đấu này thì Viren không quá lo lắng về những chiếc thẻ. Khi mà ở vòng đấu này, Viren không có một cầu thủ nào phải nhận thẻ vàng ở vòng thi đấu thứ 3.
Trong khi đó Freestyle là số 5 Bùi Đình Tông cũng không có mặt ở trận đấu này. Ở vòng đấu trước thì có hai cầu thủ là Bùi Đình Tông của câu lạc bộ Liên Hiệp và Trọng Nhân của Đông Tây sẽ vắng mặt ở vòng thi đấu thứ 5 vì những chiếc thẻ vàng không đáng có. Thiện Nhân, Thiện Nhân đã cho thấy tài năng của mình tại giải đấu năm nay, dù năm nay anh mới vừa tròn 19 tuổi. Một thủ môn rất trẻ nhưng đã được theo chiếc băng đội trưởng của Việt Riêng và được bắt chính trong khung thành của các thủ Việt Riêng. Tiến Quang, Hoàng Nam tiếp tục là Tiến Quang cắn ngang, vẫn hơi đơn giản, cắt bóng rất tốt đến từ Hoàng Sang, dứt điểm 1-0 dành cho Việt Riêng, 1-0 dành cho các xin lỗi vậy 1-0 dành cho các thủ Westside và lần đầu tiên họ có được bàn thắng dẫn trước đối phương. Lần đầu tiên tại giải đấu năm nay Westside mới biết mùi dẫn trước đối phương là như thế nào. Và người vừa ghi bàn là đội trưởng của họ Nhất Lòng. Vắng sang các bóng chuẩn xác và Nhất Lòng kết nút một cách hoàn hảo. Nhưng đối với Việt Việt bị dẫn trước không phải là quá lạ. Họ từng để cho Thành Lòng, một đội bóng đang rất lên chân tại SLIT, dẫn trước hai bàn nhưng vẫn có thể gỡ hòa chỉ còn trong vòng 5 phút. Vẫn còn rất sớm để nói về kết quả của trận đấu này với những gì đã diễn ra. Và đặc biệt là Westside, ngày hôm nay họ chỉ có một cầu thủ như vậy ở bên ngoài cùng với đội hình Văn Thảo mà thôi. Thì mọi thứ vẫn còn trước mắt. Số lỗi tổng hợp của hai đội lúc này đang là 1-1. Vòng đấu thứ tư có thể coi là vòng đấu của những bất ngờ. Dứt điểm, Đức Kỳ làm chủ tình hình. Thể hình tốt đang giúp Đức Kỳ làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Huy, đây là Thanh Đăng. Cầu thủ đã thi đấu rất tốt của Việt Riêng ở 3 trận đấu gần nhất. Và xử lý ổn tốt đến từ Tiến Quang. Nhất Long truyền bóng ngang khá mạo hiểm. Nhất Long vặn sang pha chiến cướp bóng chính xác đến từ cầu thủ Huy Nguyên nhưng không thể chiến thắng được Đức, được thủ thành Đức Kỳ bên phía cầu thủ Huy. Người vừa dứt điểm là Huy Vũ. Đó cũng là một lý do vì sao người ta thấy Đức Kỳ trong một cầu thủ Huy ở hiệp đấu đầu tiên này. Đang có những câu trả lời chất lượng đến từ Việt Rim nhưng tiếc là họ chưa có được bàn thắng mà thôi. Nhất Long, Tiến Quang, lỗi đến từ cầu thủ Việt Rim. Đã có khá nhiều va chạm nảy lửa hơn ở vòng thi đấu thứ tư của SLIT và cần những cái đầu minh tinh hơn đến từ cầu thủ Văn Sang. Phạm Sang xử lý bóng hơi mạo hiểm. Ngày hôm nay không có Hoàng Thanh Tông, không có Bùi Đình Tông, thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Liệu Freestyle có được 3 điểm trước câu lạc bộ Việt Nam hay không? Tiến Quang rất bình tĩnh, dứt điểm, phải dứt điểm tốt của Tiến Quang. Theo những gì mà chúng tôi nhận được từ câu lạc bộ Westside, ở giai đoạn chuyển nhượng sẽ có ít nhất là một bọt tấn đến từ Westside. Dứt điểm, một cái tên thực sự sẽ gây ra tiếng vàng tại SLIT. Văn Sang cần phải có những sự chắc chiều và một lối chơi hoàn hảo đến từ các cầu thủ Westside để tránh đi bài học của Thanh Long mà họ đã gặp trước Thanh Long. Thiện Thuần thì vẫn rất chắc chắn trong hình thành của Việt Riêng, nhưng nếu như hàng thủ của Việt Riêng
cứ phụ thuộc mãi vào chàng lạnh lành mang áo số 1 này thì rất khó. Văn Sang rất cố gắng, vẫn còn. Hoàng Nam phải đối mặt của Hoàng Nam nhưng vẫn chưa thể chiến thắng được Huyền Nhung. Vì Sài hỏi ý đang có những tính toán về mặt kỹ thuật của Vì Sài. Họ đang canh khoảng giữa trận đấu và sau đó là hỏi ý. Một phút hồi và hợp nhận vào sân thay cho Văn Hoàng. Rất lâu Hoàng Nam đi bóng không thành công đến từ Hoàng Nam nhưng đã có hợp nhận bọc lột. Bóng trở về quyền kiểm soát của cầu thủ Vistai. Hợp nhận đang có những sức ép đến từ cầu thủ Virin. Nhiều khả năng Vistar sẽ là đội bóng hoạt động rất nhiều ở thị trường biển nhiều này. Mất bóng nguy hiểm và mất bóng của Hoàng Nam. Nhưng rất may cho Hoàng Nam là vừa rồi Ngọc Sang không dừng phạt sai lầm của cầu thủ Vistar. Cầu thủ xuất sắc nhất của Vietnam ở trận đấu với Đông Tây là Ngọc Sang đã có mặt trên sân. Phá bóng bóng hơi tạo hiện. Người luôn có phá bóng bóng là số 14 Thành Phúc. Hoàng Nam Hoàng Nam vẫn chưa thể triển khai được bóng trong những phá bóng rất khó khăn khi mà Việt Riêng ép sân. Cắt bóng đến từ Nhất Long, cơ hội mở ra dành cho cầu thủ Việt Rim. Bình tĩnh đến từ Nhất Long. Hợp Nhân đang có những pha xử lý tốt đến từ cầu thủ Việt Sài. Nhất Long, Nhất Điên chạm bóng cuối cùng là Hợp Nhân. Thiện Nhuân đang phải rất nhắc nhở các đồng đội của mình rất nhiều. Họ đang đối mặt với Việt Sài cực kỳ khắc nghiệt. Tiến Quang, Nhất Điên 2-0 dành cho cầu thủ Vistai. Bàn thắng quá đẹp của Tiến Quang. Vừa trở lại và Tiến Quang có được pha làm bàn dành cho Vistai. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn dành cho cầu thủ Vietnam nếu như họ muốn có điểm. Thời gian thì vẫn còn đủ. Không có gì khó khăn dành cho Đức Kỳ nhưng vừa rồi không hiểu vì sao cả đội hình của Vistai lại đứng cả lại. Bây giờ là bài toán thể lực đối với Vistai. Họ đã có được lợi thế dẫn trước 2 bàn. Nhưng nếu không phân phối được sức lực. Cơ hội! Bóng vừa đập thẳng vào mặt của Đức Kỳ. Bóng đang rất xuất sắc đến từ thủ thành hai áo số 1 của Vistai.
Hoàng Nam. Lại là một pha truyền thống của Hoàng Nam. Thánh Đăng. Các bóng tốt đến từ Hoàng Nam, mở ra cơ hội dành cho các đội viên sai. Nhất Long không để chiến thắng được Thiện Nhuận. Và những điểm rất tốt nhưng người Bắc cũng xuất sắc không kém. Nhất Long đang có những sự hứng khởi trong tinh thần của các đội Việt Tài. Hoàng Nam và pha bóng giải nguy của Hoàng Nam. Bắt người rất nhanh đến từ Việt Tài nhưng họ đang gặp phải một bài toán thoát pressing cực hay đến từ vị trí cầu thủ Việt Tài. Ngọc Sang dứt điểm. Không có gì nguy hiểm dành cho công thành của Đức Kỳ. Hợp Nhân, Thiện Nhung đã phải băng ra khá xa khung thành của mình. Nhất Long và không chơi bóng không thành công của số 7. Vẫn là những pha bóng chưa thanh thoát đến từ cao thủ Vietrim. Và vừa rồi là một tình huống hay người khó hiểu đến từ Vietrim. Một tình huống mà Vietrim đang có bóng nhưng họ lại hay người và đá chấp người trong pha bóng này. Hoàng Nam lại là pha bóng nguy hiểm của Hoàng Nam, cơ hội dành cho Vietrim. Rất may cho Hoàng Nam là vừa rồi đồng đội của anh là Tiến Hoàng đã kịp thời sửa sai. Nguy hiểm vẫn chưa thể trôi qua. Pha chùi bóng hai chân đến từ Vietrim. Văn Sang đã trở lại sân để thay cho Nhất Long. Kể cả những sự thay người lúc này của Big Style cũng cần phải tính toán. Văn Sang cắt bóng tốt đến từ Hoài Phong. Cắt bóng tốt đến từ Tiến Quang nhưng nguy hiểm vẫn chưa trôi qua. Và đây là cơ hội dành cho Big Style. Hợp Nhân vẫn là Hợp Nhân, không để chiến thắng được Thiện Nhuận. Tiến Quang dứt điểm rất căng, đơn giản không có bàn thắng dành cho Vietsai trong pha bóng này. Văn Sang vừa rồi đã quá chủ quan trong một pha bóng mà chắc chắn bàn thắng đã đến với các đội Vietsai. Nhưng pha đệm bóng thì một pha đệm bóng khá chủ quan, khoảng cách chỉ là hai bàn mà thôi, nó chưa phải là quá an toàn. Một pha tấn công hay của Vietsai, liên tiếp là những pha dứt điểm. Và để bóng đến được vị trí của Văn Sang cũng là một đường truyền rất hay. Cơ hội để Văn Sang có thể lập công, nhưng lại bắt bóng. Văn Sang đang rất muốn lập công. Anh vẫn chưa có được bàn thắng dành cho Vietsai tại giải đấu năm nay. Đọc tình huống tốt. Victory hội ý. Một phút để cho Vietsai nghỉ ngơi và một phút để Vietrim chỉnh đốn lại sơ đồ chiến thuật của mình. Tỷ số đã có thể là 3-0 nếu như Văn Sang chắc chiều hơn trong pha đệm bóng trước khung thành trống của mình. Nhưng mọi thứ thì vẫn còn phía trước. Trận đấu có thể coi là hay nhất của Vietsai kể từ đầu giải. Họ đang có lợi thế để có được pha đệm. Nhưng nếu không chắc chưa được cơ hội. Vietrim ngày hôm nay họ có lợi thế hơn về mặt thế lực. Và hãy coi chừng những pha lên bóng đến từ cầu thủ Vietrim. Có phải ông lại like.
Và đá phạt góc dành cho các đội Việt Nam trước đêm. Không thể chiến thắng được Bảo Kỳ và đá biên dành cho các đội Việt Nam. Có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay, V-Style sẽ nhường lại vị trí chót bảng cho câu lạc bộ Đông Tây. Đội bóng mới chỉ có được 1 điểm sau 4 lượt trận. Nhưng thời gian thì vẫn còn dành cho các đội Việt Nam. Và họ cần phải tận dụng những pha lên bóng của mình. Văn Sang tiếp tục là Văn Sang, cơ hội vẫn là Thiện Nhuận và Văn Sang vẫn chưa để ghi bàn đầu tiên tại FC League. Rất nhiều cơ hội để Văn Sang có được bàn thắng đầu tiên nhưng anh vẫn chưa để làm được điều đó. Còn đây là Tiến Quang. Tiến Quang chỉ cần một trận đấu và anh có được bàn thắng đầu tiên, khai thông bàn thắng có thể gọi là thông nồng dành cho Tiến Quang. Trong một thế trận, trong một tình cảnh mà FC League hiện tại, Thành Long đang trở lại mạnh mẽ. Văn Sang rất khó. Văn Sang đang tự vào mòn sức của mình. Đặt bóng tốt, đọc tình huống rất tốt đến từ Văn Sang và 3-1 dành cho các đội V-Style. Dứt điểm 3-0. Bàn thắng thứ 3 của Hoàng Nam tại FC League. Người kiến tạo là Văn Sang. Dù rất muốn có bàn thắng nhưng đó là một pha bóng đồng đội của Văn Sang. 3-0 khi một chưa khép lại. Và bây giờ khó khăn trong chất khó khăn đối với Việt Nam. Hình ảnh của V-Style tại Emirates Cup năm 2019 đang dần hiện về trong trận đấu này. Nhưng hy vọng rằng nó sẽ được giữ đến cuối trận chứ không phải là hết hiệp 1. Vấn đề thế lực vào lúc này, Việt Nam vẫn còn hy vọng. Nếu như họ có được bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại. Đang là những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. 3-0 đang là kết quả. Các bóng tốt đến từ Hoàng Nam. Đây là Nhất Long. Hoàng Nam đang di chuyển. Nhất Long, Hoàng Nam. Trong những pha 1-1 thì Thiện Nhuận thường không dễ bị đánh bại. Nhất Long tiếp tục phản công. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên khép lại với 3 bàn dành cho các V-Style. Một trận đấu tỏa sáng của Hoàng Nam, của Nhất Long và của cả đội hình V-Style. Nhưng trước mắt họ là 20 phút với chỉ 6 cầu thủ và với chỉ 5 cầu thủ và 2 thủ môn. Còn V-Dream trước mắt họ vẫn còn rất nhiều cơ hội.
lên sao lên đi được. Cái người em mũi anh trước kìa. Anh thoải mái rồi. Chúng ta quay trở lại với những diễn biến của cặp đấu cuối cùng ở vòng thi đấu thứ tư, V-Style và V-Rim. Lúc này đang là 3-0 nghiêng về các đội V-Style. Trong một hiệp đấu mà đội bóng vàng đã là đội bóng chắc chiêu được những cơ hội tốt hơn. Một điều bất ngờ tại trận đấu này là lúc này Văn Hảo vẫn chưa vào sân. Vẫn là Đức Kỳ bắt chính cho cao thủ V-Style. Văn Sang vẫn đang cố gắng đi tìm bàn thắng đầu tiên. Văn Sang vẫn đang cố gắng đi tìm bàn thắng đầu tiên dành cho V-Style. Tại trận đấu này cũng là tại Exit lần 3, nơi mà Văn Sang vẫn chưa thể nổ súng dù có rất nhiều cơ hội. Chuyền bóng hơi khó đến từ Văn Sang và cơ hội mở ra dành cho V-Rim. Không có pha dứt điểm đến từ cầu thủ V-Rim. Người chạm bóng cuối cùng trong pha bóng vừa rồi là số 12 của V-Rim. Minh Tân, Hải Phòng, các con tốt đến từ Văn Sang. Minh Tân, tổ đấu lúc này của V-Style đang gồm Hợp Nhân, gồm cầu thủ áo số 14 Hợp Nhân, số 15 Hoàng Nam, số 10 Tiến Hoàng và cuối cùng là số 6 Văn Sang. Dứt lòng đang là người được cho nghỉ. Trong khi đó đội hình của V-Rim lúc này đang có thủ thành mang áo số 1 Thiện Nhuận, số 4 là Thái Phong, số 2 là Minh Tân, số 5 Ngọc Sàng. Và cuối cùng chơi cao nhất trên hàng công của họ là đội Dũng Thanh Đăng. Thanh Đăng, Tiến Hoàng và chiếc mũ giày của Tiến Hoàng dành cho Hoàng Hảo. Ngày hôm nay thì V-Style đã có lại được bộ đôi có thể coi là hoàn hảo của họ, Tiến Hoàng và Hoàng Hảo. Những bản hợp đồng bom tấn chắc chắn được V-Style sẽ kích nổ. Và cái tên mà chúng tôi nhận được là một trong những cái tên cực kỳ ấn tượng. Và nó sẽ được tiết lộ ở vòng thi đấu thứ 5 khi mà các bản hợp đồng đó đã được thông qua. V-Style cần tích điểm nhiều nhất có thể để tiến vào một loạt trận khó khăn phía trước. Vòng 5 V-Style sẽ gặp Liên Hiệp, xin lỗi vậy sẽ gặp Nam Trung Việt. Nam Trung Việt không phải là một đối thủ dễ chơi vào lúc này, nhất là khi mà lòng tự ái của Nam Trung Việt vừa bị tổn thương. Trong khi đó V-Rim gặp một đội bóng lên cơ, đang lên chân, đó là Thành Long. Vậy cùng chờ đợi xem cả đội bóng sẽ thể hiện thế nào ở một thi đấu thứ 5. Còn bây giờ, việc của V-Rim là có điểm. Còn việc của các thủ V-Style là phải bảo toàn được thành quả này. Dứt điểm Hợp Nhân. Một pha bóng bằng Hợp Nhân hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn. Vẫn đang là những tình huống lọc bọc trước khung thành của Đức Kỳ. Một vòng đấu nữa mà người ta tiếc cho Đồng Tây với những gì mà họ đã thể hiện. Một vòng đấu nữa chúng ta thấy được sự bứt phá của Thành Long. Và một vòng đấu mà chúng ta thấy sự hụt hơi của Nam Phương Việt cũng liên nghiệp trở lại đường đua. Và biết đâu đó thì sẽ là V-Style. Cặp bóng tốt đến từ Văn Sang. Vẫn là những tình huống độc, tình huống cực kỳ hay của cầu thủ mang số 6. Những pha chuyền bóng này đã mở ra cơ hội dành cho cầu thủ V-Rim. Không có gì nguy hiểm cho Đức Kỳ. Đây là Hoàng Nam. Hoàng Nam đối mặt với Thanh Đăng.
và Thanh Đăng là người giành chiến thắng. Các bóng tốt đến từ Hợp Nhân, nhưng sau đó là pha xử lý hơi khó hiểu của Hợp Nhân. 3-2 nhưng vẫn quyết định giữ bóng. Bảy cầu thủ của Vistai, hai thủ môn đang chiến đấu với 10 cầu thủ, đang chiến đấu với 9 cầu thủ của Berlin. Vạn Sang nhức lòng vào sân để thay cho Hợp Nhân. Hợp Nhân cũng đã để lại một vài dấu ấn ở những phút tỏ mặt ở trên sân, nhưng nó là vẫn chưa lớn. Hồng Sang gặp khó khi mà phải đối mặt với hai cầu thủ của Vistai. Ngay hôm nay Hồng Sang đang bị khóa chặt. Trời ơi, cắn ngang, không có bàn thắng dành cho Hồ Vietrim. Đang là những cơ hội rất ngon ăn đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Một tình huống cùng hai thất bại của Vietrim. Thời gian thì đang cứ trôi và cơ hội tiếp tục dành cho Văn Sang. Lần này không có một pha chiến điểm nào. Thiện Nhân cũng lên rất cao. Thủ thành trẻ tuổi, đội trưởng của Berlin vừa có một pha dâng cao dứt điểm. Pha dứt điểm tốt của Hoàng Nam, nó vừa giải vây và nó vừa gây áp lực cho Berlin. Một điều mà chúng tôi thường nhận thấy đó là trong những pha phạt góc của Berlin, Thiện Nhân cũng dâng lên rất cao. Một thủ thành có khả năng dùng chân tốt như Thiện Nhân sẽ có ích cho Vietrim trong những tình huống bế tắc. Ngay hôm nay thì việc dâng cao của Thiện Nhân sẽ rất hạn chế. Hơi vội vàng đến từ nhất lòng. Bài toán thể lực đang được đặt ra dành cho Vistai. Vòng đấu trước họ thất bại 0-5 trước câu lạc bộ Thành Long khi không thể giải được bài toán thể lực trong một trận cầu mà có cả Phan Thanh Tông. Một đội hình có thể được đánh giá là ngang bằng với đội hình này. Bây giờ thì họ vẫn đang đứng vững, mảnh lưới chưa bị xuyên thủng. Văn Sang 2-2, tiếp tục là Văn Sang. Tiến Quang, Văn Sang vẫn chưa có bàn thắng cho Văn Sang ở FC Linh lần này. Số 6 xứng đáng có một bàn thắng, nhưng nếu thiếu đi sự sắc bén thì đó cũng là điều dễ hiểu nhất đấy. Rất nguy hiểm, vẫn là cái chân trái của Tiến Hoàng. Đang là những sức ép ngược lại đến từ các thủ Vistai. Họ đang lấy tấn công để phòng thủ. Quá nhiều bất ngờ tại vòng 4. Thiện Quang Nhất Long dứt điểm, không để chiến thắng được Thiện Nhuận. Pha dứt điểm của Nhất Long đi thẳng vào vị trí của thủ thành Thiện Nhuận. Cần phải nới rộng thêm cách biệt nếu như Vistai muốn đá một cách thoải mái hơn ở những phút còn lại. Pha xử lý tốt của Hoàng Nam. Thiện Quang vừa trở lại và có được quan thẳng. Trước cuộc đối đầu của Nam Du Việt thì có lẽ Văn Sang cần một quan thẳng như một động lực. Một động lực về tinh thần không hề nhỏ. Và các đồng đội cũng hiểu được điều đó, đang tích cực mồi bóng cho Văn Sang. Rất hay Hoàng Nam. Rất đáng tiếc, ngay từ đầu thì những pha đối mặt 1-1 đối với Thiện Nhuận không phải là đơn giản với bất kỳ cầu thủ nào. Dứt điểm, và dứt điểm của Tiến Quang. Dù năm nay mới chỉ 19 tuổi nhưng Thiện Nhuận từng đối mặt với những cái tên
6 tại làng Thủy của Sài Thành. Từng đối mặt với U20 Việt Nam, Thiện Nhung đã trải qua rất nhiều trận đấu căng thẳng. Dứt điểm vẫn là Thiện Nhung. Ở giải đấu năm nay, Green đã để thủng lưới ở vòng đấu đầu tiên là 4 bàn, vòng thi đấu thứ ba, thứ hai là 3 bàn, và vòng này là 3 bàn, tổng cộng 10 bàn. Nhưng trong số đó thì rất ít cơ hội đã đối mặt với Thiện Nhuận và cân những phương án như thế này. 4-0 dành cho V-Style. Những phương án không phải là đối mặt thủ môn, những phương án phối hợp hai người. Mười một bàn thua của tại giải đấu năm nay thì chỉ có 3 bàn duy nhất mà Thiện Nhung bị đánh bại ở những tư thế đối mặt, còn lại đó đều là những tình huống mà Thiện Nhung phải ở trong tư thế 2-1, rất khó. Khoảng cách an toàn dành cho các cầu thủ V-Style. Lúc này nếu có những sự thử nghiệm ở vị trí thủ môn của V-Style thì Văn Hảo có thể vào bắt chính. Nếu như V-Style vẫn muốn chơi một kênh bài hơi mạo hiểm. Đức Kỳ đang có một phong độ tốt. Và sẽ hơi mạo hiểm nếu sử dụng Văn Hảo. Nhưng đó là những tính toán đến từ các cầu thủ V-Style. Lúc này họ được 4-0 và đang rất an toàn trong một ngày Tiến Quang trở lại và có một cú đúp. Vẫn còn hơn, còn sắp xỉ khoảng 10 phút cho những nỗ lực của Viri. Vòng trước họ có một trận đấu hay trước trong tay. Nhưng vòng này họ đang gặp khó trước một V-Style khác được. Thiện Nhung đã ở vị trí bao quân này. Thiện Nhung đã dâng cao và đã nằm cùng với các đồng đội của mình. Bây giờ thua thêm đối với V-Stream không còn ý nghĩa nữa. Dứt điểm. Một bàn uy hiếp cung thành đến từ các cầu thủ V-Stream. Và như vậy là các hữu V-Style đã sử dụng Văn Hảo. Huy Vũ, Thiện Nhuận. Và chuyện hơi khó của Thiện Nhuận dành cho Ngọc Sàng. Văn Hảo không thể đến được vị trí của Văn Sàng. Ôi, Ngọc Sang, Văn Hảo băng ra rất kịp thời. Sẽ là những phương án rất chuẩn xác vào lúc này dành cho cầu thủ Huy. Họ đang có được một đội hình đá nằm, có thể coi là ổn. Nhưng những pha bóng cuối cùng như thế này của Thiện Nhuận chỉ làm thời gian trôi đi nhanh hơn mà thôi. Ngọc Sang dứt điểm. Chỉ là quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ V-Style mà thôi. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, V-Style sẽ cải thiện vị trí của mình rất nhiều. Họ sẽ tăng được 2 bậc liên tục từ vị trí chót khoảng lên vị trí thứ 4. Trong khi đó họ đẩy V-Rim rơi xuống vị trí thứ 5. Dù hai đội bóng bằng điểm nhưng về hệ số đối đầu, V-Style sẽ hơn. Tiến Quang rất bình tĩnh. Trời ơi, chưa có hat-trick dành cho Tiến Quang. Văn Sang vẫn đang rất đồng đội dù anh
đang cần có bàn thắng. Một bàn thắng cho Văn Sang sẽ là hợp lý. Nhưng cũng không sao, đội bóng của anh đang dẫn 4-0. Đang có được lợi thế để có được 3 điểm. Đọc tình huống tốt đến từ Hoàng Nam. Văn Sang hơi vội. Thiện Nhung lại là bao lầy. Thiện Nhung, Thảo Mà, Tiến Hoàng, Nhất Lâu. Rất đáng tiếc, đường truyền không thể đến được vị trí của Văn Sàng. Green chơi bao lầy và cơ hội mở ra nhiều hơn dành cho các cầu thủ Vistai trong những tình huống lên bóng. Văn Sàng, hai cầu thủ đang theo kèm Văn Sàng. Vẫn là Văn Sàng dứt điểm, có màn thắng dành cho Văn Sàng và 5-0 dành cho Vistai. Bàn thắng xứng đáng dành cho Văn Sàng cho những màn thể hiện của Văn Sàng kể từ đầu trận và xuyên suốt giải đấu năm nay. Vistai đang gỡ lại hiệu số khi mà để thua trắng 5-0 trước câu lạc bộ Thanh Long. Và ngày hôm nay họ đang làm được điều tương tự mà những gì Thanh Long đã làm với họ ở vòng thi đấu thứ 3. Huy Vũ, Thành Đăng, Huy Vũ vẫn chưa bỏ cuộc đến từ Huy Rìm. Còn thời gian họ còn hy vọng. Và dự chân tay hai của Minh Tân. Dứt điểm, vẫn chưa có bàn thắng. Không có bàn thắng dành cho Thảo Mạng. Thành Đăng vừa bỏ lỡ một cơ hội ở vị trí cột 2 và bỏ lỡ tình huống ngon ăn ở cuộc hai thứ 3 của Thanh Đăng. Thảo Ma lại tỏ sáng. Dứt điểm. Hỏi ý đến từ các thủ Vistai. Thời gian thi đấu không còn quá nhiều. Và với 5-0 hiện tại thì chắc chắn 3 điểm sẽ thuộc về Vistai. Vì bây giờ là coi chúng ta cùng xem Vistai có thể giữ sạch lưới được trận đầu tiên kể từ vòng phải hay không. Ở vòng thi đấu thứ 5, các trận đấu sẽ được diễn ra vào tối thứ 5 ngày 29 tháng 8. Ở vòng thi đấu thứ 5, Vistai sẽ đối đầu với Nam Trung Việt vào lúc 19 giờ. Trận đấu sớm nhất của vòng 5. Sau đó thì Đồng Tây sẽ đối mặt với một Thanh Long đang vào cuộc vào lúc 20 giờ. Và cuối cùng, Vinodream một lần nữa thi đấu ở loạt trận trẻ nhất của vòng 5 với cuộc đối đầu với Liên Hiệp. Liên tiếp dành cho ba đội bóng đang đứng cuối bảng ở vòng thi đấu thứ 5. Nam Trung Việt, Thanh Long và cuối cùng là Liên Hiệp. Khoảng cách của tốp đầu và tốp sau ngày một bị nới rộng. Lúc này vị trí nhất bảng và vị trí đứng cuối cùng của Đông Tây đang là một khoảng cách cực kỳ lớn với 8 điểm. Nhưng Đông Tây vẫn còn những giải pháp. Một phát bỏ lỡ của Văn Sàng. Ngọc Sang
Đây là Văn Sang, Hoàng Nam, Nhất Long. Áp lực đến từ Virin đã giúp cho họ có được quyền kiểm soát bóng. Và bây giờ là triển khai vào hồ này. Huy Vũ, Ngọc Sang. Và dứt điểm không thành công. Cơ hội để Tiến Quang có được hat trick, nhưng cú dứt điểm từ xa của Tiến Quang lại không chuẩn xác. Vẫn là các cầu thủ Virin dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ Virin. Thảo Mà vẫn đang thử vận may. Những khoảng cách của những cú dứt điểm từ xa của Thảo Mà so với khung thành của Virin sai số thì nó vẫn đang rất cao. Minh Tân, Ngọc Sang. Ngọc Sang, Minh Tân. Bóng chạm tay Nhất Long. Virin đang có một trận đấu không có lỗi. Virin đang có một trận đấu chưa phạm bất kỳ lỗi nào. Một điều dễ hiểu mà thôi khi Vistai đang nhường hết thế trận cho đối thủ. Văn Sang lấy bóng đến từ Huy Vũ, cơ hội dứt điểm vẫn chưa chiến thắng được không à. Ngày hôm nay thì hai đấu hành của Vistai ngoài việc không phải chịu những pha dứt điểm có thể coi là hiểm hóc thì cũng đang có một ngày thi đấu lên đầu, một ngày thi đấu mà họ thi đấu rất khác với ba trận đấu trước đó. Thảo Mà cũng đang có một trận đấu hay. Đức Kỳ trong hiệp 1 và nửa đầu của hiệp 2 cũng đã có những pha cứu thù ngoạn mục dành cho Vistai. Rất hay đến từ Văn Sang. Hoàng Nam đang rất chống chạy, nhưng Văn Sang có vẻ như đang muốn tìm cú đúp cho mình. Tinh thần đang lên đến từ Văn Sang. Văn Tân. Huy Vũ. Huy Vũ. Cơ hội dứt điểm. Thanh Đăng ngày hôm nay vẫn chưa có duyên với cái cột hai. Tiến Quang. Hơi nhẹ đến từ Tiến Quang. Ngọc Sang. Vẫn là cột hai không thành công của Thanh Đăng. Huy Vũ dứt điểm. Trận đấu khép lại, Vistai có được chiến thắng đầu tiên, đã tạm thời vươn lên vị trí thứ tư với 4 điểm có được sau 4 lượt trận. Virin bằng điểm với đối phương nhưng để thua về hiệu số và tạm thời đứng ở vị trí thứ 5. Vòng 5 sẽ diễn ra vào thứ 5 ngày 29 tháng 8 với 3 cuộc đối đầu. Vistai đối đầu với Nam Trung Việt, Đông Tây đối đầu với Thành Long, và Virin đối đầu với Liên Hiệp. Những trận đấu hết sức hấp dẫn. Và buổi bình luận của tôi xin khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những trận đấu tiếp theo tại khuôn khổ của SSCB Sport Cup lần 3 năm 2019.